Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hãy tạm quên đi những bộn bề công việc ngoài kia để đến đây trong Break Time với Thái Văn Linh. Trong series này, Linh sẽ giúp các bạn gỡ rối những khúc mắc trong công việc thông qua góc nhìn mới của một người chị hai. Chúng ta hãy xem một vài tình huống mà chương trình chuẩn bị, thử xem các bạn có từng gặp trường hợp này chưa nha. Break Time với Thái Văn Linh. Chương trình được đồng hành sản xuất bởi Gian Digital và Thái Văn Linh. Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng Break Time với Thái Văn Linh, do Linh và Gian Digital đồng hành sản xuất. Ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonos, tri thức trong tầm tay. Bị chèn ép, có nên nghỉ việc trước rồi mới tìm việc? Đây, tao dắt xe đi rồi nè. Rồi, tới tao gọi nha. Chuẩn bị cái hồ sơ này giùm anh. Sáng mai 10 giờ họp nha. Nhưng mà sắp hết giờ làm việc rồi mà anh. Em làm đâu có kịp đâu. Sáng giờ anh thấy em làm hơi được ít việc đây. Nhưng mà em có hẹn với bạn. Stop! Em càng nói em càng sai. Thì bây giờ em hủy hẹn đi. Công việc quan trọng hơn hay là đi ăn quan trọng hơn? Ừ? Dạ em biết rồi. Làm việc đi. Ok, tài liệu đợt này chỉnh chu á. Dạ, cắt hơi zip. Tôi cho bà 4 phút thôi nha, tôi đói lắm rồi đó. Xong rồi nè bà. Như là về sớm đấy em. Cũng gần hết giờ rồi mà anh. Còn tận 5 phút, mà em tươm tất gì đó hả? Em đi làm em chỉ nghĩ tới giờ về thôi hả Như? Sếp em còn đây làm mà nhân viên á thì cứ chăm chăm đi về. Hình như á ông ghét tôi hay sao á bà, hai đứa cùng về mà ông chửi có một mình tôi à. Mà không phải mỗi lần này đâu nha, chắc là tôi nghĩ làm quá à. Trời, rồi bà định làm tiếp ở đâu thì chưa biết, cứ nghĩ để thoát khỏi cái kiếp nạn này đã rồi tính. Trời ơi, rồi tính hả, cặp đất ăn hay gì thì cũng phải nghỉ ngơi cho đầu óc nó thư giãn thì mới kiếm được việc mới chứ. Mà giờ có kiếm việc thì cũng có công ty nào đợi mình đâu. Tùy bà thôi, nhưng mà tôi thấy làm vậy là hơi rủi ro nha, phải cân nhắc kỹ đó. Khi Linh nói chuyện với các bạn trẻ như Như, trong các buổi trò chuyện, Linh đã nghe nhiều bạn nói rằng à, mệt quá, mình nghỉ việc, lương không cao, mình cứ nghỉ việc, sếp khó tính quá, nghỉ việc, công việc nhàm chán, nghỉ việc. Có câu nào nghe quen thuộc với bạn không? Bạn có thường nói với bản thân mình như vậy không? Bạn có nghĩ đến việc thay đổi công việc chưa? Không chỉ có bạn gặp phải những điều này, đây là điều hết sức bình thường. Theo một khảo sát, 41% nhân viên đang cân nhắc đến việc nghỉ việc. Vậy tại sao mọi người lại rời bỏ công việc của mình? Câu hỏi trước đó nên là tại sao chúng ta làm việc? Để tìm hạnh phúc phải không? Và hạnh phúc tùy thuộc vào mỗi người. Bởi vì bạn muốn tìm kiếm một công việc đáp ứng được tất cả mong muốn và nhu cầu của mình, chẳng hạn như lương cao, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, các dự án mang đến cho bản thân những trải nghiệm thú vị. Bạn muốn có một sự nghiệp, chứ không chỉ là một công việc. Linh đồng ý rằng bạn nên có một công việc khiến bạn hào hứng đi làm mỗi ngày. Để có được điều đó, đôi khi bạn cần khám phá một công việc mới. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận. Khi bạn nghĩ về một công việc mới, chúng ta luôn nghĩ rằng công việc mới sẽ hoàn hảo và chắc chắn sẽ tốt hơn công việc hiện tại. Nhưng để đạt được điều này, bạn phải xem xét và lên kế hoạch cẩn thận. Có hai điều quan trọng bạn phải xem xét. Điều đầu tiên, cần suy nghĩ trước khi bạn nghỉ việc là tìm kiếm công việc mới. Bạn có thể nộp đơn cho công ty mới trong khi bạn vẫn đang đi làm,
Đây thực sự là một lợi thế cạnh tranh, bởi vì điều này sẽ giúp bạn có quyền lực để đàm phán hơn khi mình phải phỏng vấn. Công ty mới sẽ biết rằng bạn vẫn đang được đánh giá cao ở một công ty khác. Và điều hai mà bạn cần xem xét là tài chính của bạn. Bạn nên có quỹ dự phòng cho trường hợp khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp nên đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong 3 đến 6 tháng. Với mức lương trung bình của người lao động Việt Nam hiện nay là khoảng 7 triệu đồng một tháng, bạn nên có tối thiểu khoảng 20 đến 40 triệu đồng trong quỹ khẩn cấp của mình. Nếu bạn có những khoản chi phí đặc biệt như tiền thuê nhà, tiền trả nợ hoặc chi phí y tế, bạn cần tính toán và đưa vào quỹ để đảm bảo đủ tiền trang trải cho cuộc sống của mình. Nếu bạn chuyển việc, có thể mất một khoảng thời gian đến khi bạn nhận được tháng lương đầu tiên. Nếu bạn nghỉ việc mà chưa tìm được công việc mới, sẽ có một vài tuần hay vài tháng bạn không có thêm thu nhập từ công việc của mình. Hãy chuẩn bị tốt cho những tình huống bất ngờ này. Mâu thuẫn công sở, chia sẻ hay im lặng? Xịt khoái hả? Cho chị mượn tí đi. Chị có mà chị quên mang hoài. Em mới mua, chị xài thử đi. Thơm không? Thơm không? Thơm lắm. Cho nhà xài thử coi là phải loại nó mua không? Ê, nè, xài thử đi. Xài đi, xịt đi. Phải có loại bà hay xài không? Ê Hảo, em đi mua cơm hả? Mua giùm chị một hộp cơm sườn nha. Dạ. À quên, thêm một ly matcha latte nữa nha. Tiền cơm tuần trước với tuần này chị còn chưa ngủ là em á nha. Mày cứ sơ hở là tính toán. Thì bây giờ mày mua trước đi rồi có gì tao mời lại sao? Rồi khi nào chị mời chị nói đi. Bây giờ em nghĩ là cái sản phẩm của mình đã kỳ công làm ra như vậy rồi á, thì mình nên thuê một đội ngũ quảng cáo để độ nhận diện của nó được cao hơn, chứ không rất là phí á. Mọi người thấy sao? Ủa Hảo ơi, mình đã tốn bao nhiêu tiền để sản xuất rồi mà bây giờ em còn đồ quảng cáo nữa, tiền ở đâu ra? Chứ nhà đầu tư là không có thích điều này. Nhưng mà nếu mà chị không có dám bỏ tiền ra đầu tư á, thì hiệu quả của nó không có triệt để đâu chị. Vậy thì chị mời em bỏ tiền túi ra để đầu tư cho cái ý tưởng quảng cáo của em, chứ bây giờ chị không xin thêm tiền nữa đâu Hảo. Thôi, nghỉ đi, họp về đủ rồi. Chị gì? Chị mình đi qua đây ăn. Ê, chị thích nha, được á. Chị Cúc, chị nói chuyện với em chút được không? Sao nãy giờ họp không nói, không giờ nói gì nữa em? Đừng nói đòi tài trợ không được á, rồi giờ đòi tiền cơm chị nha. Ôi trời ơi, chị em. Dạ, vậy thôi, không có gì đâu. Thì thôi nha. Rác đi liền. Sao nãy giờ không nói? Giờ nói gì nữa em? Cho em xin 5 phút thôi nha. Em nói nhanh lắm. Ok, cho em 5 phút đó. Có một câu nói rất hay của Albert Einstein: quyết định quan trọng nhất mà chúng ta phải đưa ra là liệu chúng ta đang sống trong một vũ trụ thân thiện hay thù địch. Điều đó có nghĩa là khi bạn quyết định là vũ trụ mà mình đang sống là thân thiện, bạn sẽ có cách nhìn cởi mở và phản ứng tích cực hơn với tất cả các vấn đề. Ví dụ, khi đồng nghiệp hoặc người quản lý đưa ra ý kiến khác với bạn, có một cách để củng cố ý kiến của bạn là nghe những gì họ không đồng tình và giải thích tại sao họ nghĩ ý kiến của họ khả thi hơn. Khi bạn nhận ra rằng đó là những lời góp ý chứ không phải là chỉ trích, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Nếu bạn biết mình có thể dễ dàng tức giận và mất bình tĩnh trong một cuộc xung đột, hãy lùi lại một bước và nhớ rằng bạn đang ở nơi làm việc và bạn cần duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Trở nên tức giận và vướng vào một cuộc tranh cãi để chứng minh họ sai sẽ chỉ khiến bạn mất đi sự tôn trọng của các đồng nghiệp khác, và thậm chí tệ hơn là từ sếp của bạn. Trở lại trường hợp của Hảo, nếu bạn không hài lòng với đồng nghiệp hoặc người quản lý, tốt nhất là nên nói chuyện trực tiếp với người đó. Hãy nói thẳng và đề xuất hướng giải quyết thích hợp. Nếu quản lý của bạn không giải quyết được vấn đề hoặc bạn thấy môi trường hiện tại không phù hợp với mình, hãy vui vẻ tìm kiếm một công việc mới.
Đặc biệt, bạn không nên nói xấu công ty cũ của mình trên mạng xã hội. Dưới đây là 3 lời khuyên của Linh. 1. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đăng bất cứ điều gì. Một khi bạn đã đăng một bài viết trên mạng xã hội, rất khó để xóa đi dấu vết của nó. 2. Hãy tôn trọng công ty và đồng nghiệp cũ. Bạn không thể biết được mình sẽ gặp lại họ trong tình huống nào. 3. Hãy nhớ rằng những gì bạn nói trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân mà bạn đang xây dựng. Nghỉ việc, xóa file hay giữ lại? Tiến à, vô đi em. Em chào anh. Nghe nói là có gì muốn nói với anh hả? Nhưng mà nhanh nha, sắp tới giờ nghỉ của anh rồi đó. Dạ, cái vấn đề là em thấy là em phải đi sớm về khuya rất nhiều thì mới kịp được cái deadline. Nên là em mong muốn là công ty mình có thể nào là tăng lương cho em được không? Về việc tăng lương á, thì phải đợi tới đợt đánh giá của công ty. Chứ mình không thể mà tùy tiện muốn tăng lúc nào tăng. Em nhé. Vậy thì có thể nào tính thêm tiền cho giờ OT của em? Tại vì em thấy nếu mà so với sức em làm á, thì cái lương hiện tại của em thấy quá ít rồi. Về cái phần mà OT á, thì công ty mình không có tính cái thang đó ha. Em là đang nhận lương cứng, cho nên cái phần mà chi phí phát sinh á, nó không có hợp lý. Công ty nào á, nó cũng có quy định riêng của nó. Nếu mà em cảm thấy hợp lý, thoải mái thì em làm tiếp, còn không thoải mái thì nghỉ. Anh đâu cản được em đúng không? Vậy thôi, nếu mà như vậy thì anh cho em làm hết tháng này rồi em xin nghỉ, bởi vì em thấy không phù hợp mà. Ok. Alo anh. Alo Tiến hả? Giờ này khỏe không em? À dạ em khỏe ạ. À, cho anh hỏi chút là cái file mà em dựng cho cái dự án yêu chọn chính mình á, em để ở đâu nha? À mấy cái video đó em gửi cho Như rồi. Ý là cái file gốc mà em dựng á. À mấy cái file đó trong ổ cứng thì em nghĩ em xóa rồi ạ. Ủa em làm gì mà coi được hả? Ủa nhưng mà cái file đó của em thì em xóa thôi. Sản phẩm em làm khi trực thuộc công ty là thuộc quyền sở hữu của công ty. Tôi không cần biết. Ngay bây giờ em đến công ty em xử lý cho tôi. Vậy nhé. Ủa thì em nghĩ rồi em còn trách nhiệm gì với công ty đâu. Ba anh nha, em có việc rồi ạ. Ủa em. Alo. À, em để trên drive công ty á anh. Anh check thử xem. Nếu mà không có thì anh gọi cho em nha. Đối với tình huống của Tiến, lời khuyên của Linh là hãy để lại ấn tượng tốt nhất có thể. Bạn không bao giờ biết trước khi nào bạn sẽ làm việc với những đồng nghiệp cũ hoặc công ty cũ trong tương lai. Giống như xem một bộ phim hoặc đọc một bài báo, bạn chỉ nhớ phần đầu và phần cuối. Vì thế, phần lớn mọi người chỉ sẽ nhớ lúc bạn rời đi. Mặc dù bạn đã nộp đơn thôi việc, bạn cũng không nên lười biếng. Hãy sử dụng những tuần còn lại tại công ty để đảm bảo rằng tất cả công việc của bạn đã được bạn giao đầy đủ và đội nhóm bạn đang làm việc cùng sẽ không bị ảnh hưởng xấu khi không có bạn. Hãy nghĩ rằng việc chuyển đổi công ty giống như chuyển đến một ngôi nhà mới. Đảm bảo rằng bạn sao lưu tất cả dữ liệu của mình vì bạn sẽ không bao giờ lấy lại được sau khi rời khỏi công ty. Nếu bạn có tài liệu cá nhân, hãy giữ email một bản sao đến địa chỉ email cá nhân của bạn. Sau đó, xóa các tệp này khỏi máy tính của bạn tại văn phòng. Làm tương tự với email cá nhân của bạn. Vì email công việc, hãy chuyển tiếp chúng đến email của đồng nghiệp mà bạn đang bàn giao công việc. Xóa lịch sử tìm kiếm, mật khẩu đã lưu, cookies và các biểu mẫu đã lưu khỏi trình duyệt web của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn có địa chỉ email và số điện thoại của những người bạn muốn giữ liên lạc. Khi bạn đã quyết tâm nghỉ việc, Linh hiểu cảm giác khi mình không muốn ở đó nữa hoặc rất háo hức nghĩ đến nơi làm việc mới. Nhưng chúng ta đừng cho tình huống này ảnh hưởng tương lai. Vì thế, Linh hy vọng các bạn hãy giữ sự chuyên nghiệp đến những ngày cuối nha. Chi tiêu chốn văn phòng, đâu là bạn? Mình nghĩ đó là một nét văn hóa đáng yêu trong môi trường công sở. Nếu mà đồng nghiệp rủ là không nên từ chối. Nếu mà từ chối là mình tự cô lập bản thân mình rồi. Một cốc trà sữa có đáng là bao nhiêu đâu chứ. Mình thấy đây là một thói quen khá tốn kém và hơi vô nghĩa. Ai uống thì cứ uống, chứ đối với mình một tháng mà bỏ cả triệu cho tiền uống trà sữa thì nó khá là uổng. Cũng không cần thiết, điện thoại thì chỉ cần nghe gõ tốt là được. Còn laptop, chỉ cần chưa lịch phím là cứ dùng thôi. Đúng, tại sao không chứ? Mình mua những món đồ hiện đại nhất, vừa phục vụ cho nhu cầu cá nhân, vừa hỗ trợ tốt công việc. Như vậy thì hiệu suất mới tăng cao chứ. Rồi có tăng chưa? À, chưa.
Trời ơi, một tuần á có 7 ngày mà hết 6 ngày là mình ở công ty rồi. Không mặc đẹp mỗi ngày á thì mình mặc đẹp lúc nào nữa. Chưa kể nha, mình mặc đẹp thì tinh thần sẽ tốt, mà tinh thần tốt á thì mình làm việc công suất sẽ cao hơn. Đây là nơi làm việc mà, bạn cứ tập trung làm việc để dùng chính số tiền đó đi mua quần áo, trang sức rồi lại ăn diện mấy cái đó để đi làm. Nó rất là thừa thải, bạn có thấy đó là một cái vòng luẩn quẩn không? Lương của mình là 30 triệu. Nếu ai đó hỏi tôi lương 5 triệu làm sao sống nổi, vậy thì mình sống chìm, sống lặng lẽ, cà thẻ trước, trả nợ sau, làm gì dữ. Trong cuốn sách Tâm lý học về tiền, tác giả đã kể hai câu chuyện. Trong câu chuyện 1, một triệu phú công nghệ đã thảy số đồng xu vàng tương đương vài nghìn đô la Mỹ xuống biển với mục đích chỉ để cho vui mắt mọi người. Sau này, vị triệu phú đã phá sản. Và câu chuyện 2 kể về một nhà từ thiện, nhà đầu tư, người gác cổng và nhân viên trạm xăng người Mỹ. Người đàn ông này đã dành nhiều chục năm cho công việc bơm xăng, dọn dẹp vệ sinh và đầu tư từng đồng mình có vào chứng khoán. Khi qua đời ở tuổi 92, tài sản ông để lại là 6 triệu đô, được quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương. Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra sự phân biệt quan trọng giữa người có tiền, tức là người có thu nhập hiện tại cao, và người giàu có thật sự là người có quyền tự do, không cần tiêu đến tiền của mình. Khi giàu có thật sự, bạn sẽ ít quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn và tập trung nhiều hơn vào cách sử dụng thời gian và tiền bạc của mình một cách khôn ngoan. Một sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân mà Linh thấy nhiều bạn và ngay cả Linh lúc mới đi làm thường vấp phải là chi tiêu trước, có dư mới bắt đầu tính đến chuyện tiết kiệm hay đầu tư. Cách này không khả thi vì chúng ta rất dễ chi tiêu vượt ngân sách bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu. Điều này được thể hiện qua quy luật Parkinson. Luật này chỉ ra rằng nhiều người về hưu trong cảnh khốn khó bởi vì dù bất chấp bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn đều có xu hướng tiêu vượt quá số tiền mình có. Hay nói cách khác, chi phí bạn sẽ tăng lên tỷ lệ thuận với thu nhập của bạn. Để giải quyết vấn đề này, Linh thường áp dụng nguyên tắc trả tiền cho bản thân trước, hay còn gọi là lập ngân sách ngược. Theo quy tắc này, bạn sẽ phân bổ thu nhập của mình theo thứ tự sau. Một là quỹ khẩn cấp, 2 là quỹ tiết kiệm, 3 số tiền nợ cần trả, 4 đầu tư, 5 chi tiêu. Danh sách này dẫn đến câu hỏi, bạn nên trả nợ trước hay trả cho bản thân trước? Theo quy tắc thì trước tiên bạn nên có ít nhất một quỹ khẩn cấp trước, rồi sau đó là tùy thuộc vào quy mô khoản nợ. Cho ví dụ, trước đây khi Linh còn nợ học phí thì Linh đã chọn đầu tư trước khi trả nợ vì tiền lời đã cao hơn lãi suất lúc đó của tiền nợ. Nghĩa là khi có thu nhập, bạn cần ưu tiên giữ lại khoản tiền dành cho tiết kiệm, trả nợ và đầu tư trước, sau đó mới tính đến các chi phí sinh hoạt thường ngày. Lúc này, bạn có thể tự tin mua sắm món đồ yêu thích mà không phải lo lắng liệu mình có vung tay quá tráng, ảnh hưởng đến phần tài chính cho những kế hoạch dài hạn khác hay không. Ủa em, câu hỏi gây ám ảnh tâm lý. Ủa sao lạnh dữ trời? Dạ, sếp để em tắt đi sếp. Rồi đừng tắt. Tắt rồi sao thở? Vậy để em tăng nhiệt độ lên. Thôi đừng tăng. Tăng nóng. Thôi để đi. Làm việc đi. Dạ. Ủa Hảo. Dạ. Sao doanh số tuần này thấp vậy em? Dạ tuần trước họp sếp có nói là tuần này mình thử nghiệm sản phẩm chứ không có cần đánh mạnh vào doanh số mà sếp. Ủa em, không tăng doanh số được cao á thì ít ra cũng phải đạt chỉ tiêu tối thiểu chứ. Làm không ra doanh số kiểu này thì ai mà trả lương cho tụi em hả? Dạ em xin lỗi sếp. Ủa Cúc. Dạ. Cái hợp đồng em gửi qua bên kia chưa? À hợp đồng đó em đợi anh ký cái em gửi qua bên đó liền. Ủa em. Dạ. Nay ngày mấy rồi? Em không thấy anh ký thì em phải thúc đẩy cho anh ký chứ em sao vậy? Dạ em xin lỗi. Anh ký giúp em ha. Ủa Tiến. Dạ. Cái bản thiết kế demo em gửi qua cho anh chưa? Em gửi cho anh rồi, anh check mail giùm em cái. Ừ đẹp nè. Cũng được á. Ủa Tiến, sao anh thấy cái phông chữ nó sao sao ta? Ủa sao là sao anh? Thì nó hơi bè bè sao á. Ủa là bè sao anh? Thì bè không phải bè mà dạng như nó thiếu cái độ cao á không? Ủa anh,
Bữa trước rõ ràng là trong hộp anh nói là nó hơi bị cao nên là tìm mọi anh một cái phông chữ lùn mà. Anh nói đây là nó không đẹp, giờ nó xấu quá, giờ em chỉnh lại cho nó đẹp hơn đi. Ủa anh, nhưng mà cái bên đại diện thương hiệu đó, người ta gửi qua anh cái phông, khách hàng thấy đẹp, mà giờ anh không thấy đẹp là không được xài anh. Ủa vậy hả? Vậy thôi em giữ lại cái phông chữ để xài ha. Dạ cảm ơn anh. Bộ anh ơi. Gì nữa? Cái phông đó xài với cái nền xanh nó hết đẹp rồi. Nền xanh hả? Đúng rồi. Mà em thấy cái màu nào mà hợp lý ok á thì em cứ thay đổi đi ha. À thoải mái đi. Ok anh. Mà anh ơi, cái lúc mà khi mà mình làm được sao mệt quá, muốn làm gì làm đi. Gật hoài mệt đâu. Cho Linh hỏi bạn, cách tốt nhất để được thăng chức là gì? Nếu bạn làm theo mọi điều sếp yêu cầu, liệu bạn có được thăng chức nhanh hơn không? Khi Linh làm việc và nói chuyện với các bạn trẻ, các bạn thường nghĩ rằng việc sếp giao là mình buộc phải làm. Thực tế là các bạn mà được thăng chức nhanh hơn là những người giỏi giao tiếp nhất. Vì sao là như vậy? Bởi vì khi bạn có thể trao đổi rõ ràng với sếp, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các yêu cầu mà sếp đưa ra. Và dựa trên hiểu biết của bạn về dự án, bạn có thể thuyết phục sếp thay đổi các yêu cầu của mình. Ví dụ, nếu thấy có chỗ nào chưa đúng, hãy gặp mặt và nói thẳng với sếp. Sếp cũng là con người, sẽ có những lúc cảm xúc hoặc những lúc nhầm lẫn. Thì mình cứ thẳng thắn chia sẻ trên tinh thần đóng góp và tôn trọng nhau. Trong công việc, Linh luôn kỳ vọng là mọi người sẽ mang đến vấn đề cho mình. Bạn nên phải đưa vấn đề, nhưng bạn cũng phải đưa ra giải pháp. Mình không nên chỉ nói đây là vấn đề ABC rồi xong hết, phải không? Vai trò của người sếp không phải là để giải quyết vấn đề, mà là để hướng dẫn và có thể là giúp chọn cái giải pháp tốt nhất có thể dựa trên góc nhìn tổng quát của mình. Nhưng với từng người trong mỗi bộ phận thì trách nhiệm của họ là phải tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề trong bộ phận của họ. Mặt khác, khi làm việc với các bạn nhân viên của mình, người quản lý nên rất thẳng thắn, đặc biệt là trong giao tiếp. Nếu người quản lý nói vòng vo mơ hồ thì nhân viên sẽ không hiểu rõ và không thực hiện đúng yêu cầu. Người quản lý cũng cần phải cởi mở cảm thông theo từng tình huống. Khi nhân viên có những lý do cá nhân, khi nhân viên gặp phải khó khăn, một người quản lý cần cố gắng đồng hành với nhân viên, hỗ trợ họ với góc nhìn và kinh nghiệm của mình. Và cuối ngày, tất cả chúng ta đều là con người. Vậy nên hãy tôn trọng mọi người và mọi người sẽ đối xử với bạn một cách tôn trọng. Như Linh đã đề cập ở video trước, hãy luôn nhớ về vũ trụ thân thiện nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn muốn Linh gợi rối thêm khúc mắc nào trong công việc hoặc cuộc sống, hãy bình luận phía bên dưới và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong một buổi Break Time with Thái Văn Linh kế tiếp để cùng bàn về những chủ đề này. Vậy chúng ta hãy cùng trở lại làm việc nha. Bye bye! Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng Break Time with Thái Văn Linh do Linh và Yen Digital đồng hành sản xuất. Ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonos, tri thức trong tầm tay.